Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Chúa ở cùng anh chị em. Anh chị em, đến thứ hai mới là đúng ngày mừng kính Thánh Monica. Thế nhưng đây là một vị thánh được đặc biệt tuyên dương và gương mẫu cho giới hiền mẫu, cũng là quan thầy hiền mẫu. Cho nên chúng tôi đã dời ngày lễ kính vào chiều hôm nay để thuận tiện cho việc dự lễ của nhiều chị em hiền mẫu trong giáo xứ. Chúng ta dâng thánh lễ đặc biệt cầu nguyện cho những người làm mẹ trong gia đình chúng ta, trong giáo xứ chúng ta và trong toàn thể giáo hội. Bởi vì người mẹ đóng một vai trò rất quan trọng trong hạnh phúc, trong sự bình an của cả thế giới này. Chúng ta chân thành dâng lời tạ ơn cùng với Thánh Nữ Monica và cầu nguyện cho những người thân yêu của chúng ta làm trọn cái vai trò làm mẹ. Chúng ta cũng hợp ý cầu nguyện cho linh hồn Phêrô, Đa Minh, Maria, Giuse, Teresa, một linh hồn Phêrô mãn tang và một linh hồn Phêrô mới qua đời. Để xứng đáng cử hành mầu nhiệm thánh, chúng ta hãy nhìn nhận tội lỗi chúng ta. Này Chúa, xin thương xót chúng con. Lạy Chúa, xin tỏ lòng từ bi Chúa cho chúng con. Xin Thiên Chúa toàn năng thương xót tha tội và dẫn đưa chúng ta đến sự sống muôn đời. Vinh danh Thiên Chúa trên các tầng trời.
chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa là đấng an ủi những ai sầu khổ, Chúa đã đoái thương nhận lời Thánh Monica khóc than cầu khẩn, cho con bà là ưu tinh được ăn năn trở lại cùng Chúa. Xin cùng nhận lời hai thanh chuyên cầu, cho chúng con biết thực tình ăn năn hối lỗi để được Chúa khoan hồng thứ tha. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa, là Thiên Chúa và là Chúa chúng con, người hằng sống và hiền tri cùng Chúa, hiệp nhất với Chúa Thánh Thần đến muôn đời. Trích sách ông Giô-suê. Trong những ngày ấy, Giô-suê triệu tập tất cả các chi tộc lại ở Si-kem, rồi gọi các kỳ lão, các thủ lãnh gia tộc, quan án, sĩ quan đến, và họ đứng trước mặt Thiên Chúa. Giô-suê liền nói với toàn dân như thế này: nếu các ngươi không muốn tôn thờ Thiên Chúa, thì cho các ngươi lựa chọn. Hôm nay các ngươi hãy tùy ý chọn phải tôn thờ ai hơn, hoặc là các thần cha ông các ngươi đã tôn thờ ở Mesopotamia, hoặc các thần của người xứ Amore, nơi các ngươi đang ở. Phần tôi và gia đình tôi, chúng tôi sẽ tôn thờ Chúa. Dân trả lời rằng: không thể có chuyện chúng tôi bỏ Chúa mà tôn thờ những thần ngoại. Chúa là Thiên Chúa chúng tôi. Chính Người đã dẫn chúng tôi và cha ông chúng tôi ra khỏi đất Ai Cập, khỏi nhà nô lệ. Người đã làm những việc kỳ diệu cả thể trước mắt chúng tôi, và đã gìn giữ chúng tôi suốt con đường chúng tôi đã đi, giữa tất cả mọi dân chúng tôi đã đi qua. Chúa đã trục xuất tất cả những dân đó cũng như người Amore trên phần đất chúng tôi đã tiến vào. Đó là lời Chúa. Chích thư Thánh Phaolô tông đồ gửi tín hữu Ê-phê-sô. Anh em thân mến, anh em hãy phục tùng nhau trong sự kính sợ Đức Kitô. Người vợ hãy phục tùng chồng mình như đối với Chúa, vì chồng là đầu người vợ, như Đức Kitô là đầu hội thánh. Chính Người là đấng cứu chuộc thân thể mình, nhưng như hội thánh phục tùng Đức Kitô thế nào, thì người vợ cũng phục tùng chồng mình trong mọi sự như vậy. Hỡi những người làm chồng, hãy yêu thương vợ mình như Đức Kitô yêu thương hội thánh và phó mình vì hội thánh, để thánh hóa hội thánh. Khi người dùng nước và lời hằng sống rửa sạch hội thánh, ngõ hầu bày tỏ cho mình một hội thánh vinh quang, không vết nhơ,
không nhăn nheo hay phải điều gì khác tương tự, nhưng thánh thiện và vẹn tuyền. Cũng thế, người chồng phải yêu thương vợ mình như chính thân mình. Ai yêu thương vợ mình là yêu thương chính mình, vì không ai ghét thân xác mình bao giờ, nhưng nuôi dưỡng và nâng niu nó, như Đức Kitô đối với hội thánh. Vì chúng ta là chi thể của thân xác người, do xương thịt người. Bởi thế, người ta lìa bỏ cha mẹ mình mà kết hợp với vợ mình, và cả hai nên một thân xác. Mầu nhiệm này thật lớn lao. Tôi muốn nói về Đức Kitô và hội thánh. Đó là lời Chúa. Chị em, tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Khi ấy có nhiều môn đệ của Chúa Giêsu nói rằng: lời này chói tai quá, ai nghe được? Tự biết rằng các môn đệ đang lẩm bẩm về chuyện ấy, Chúa Giêsu nói với họ: điều đó làm các con khó chịu ư? Vậy nếu các con thấy con người lên nơi đã ở trước thì sao? Chính thần trí mới làm cho sống, chứ xác thịt nào có ích gì. Nhưng lời ta nói với các con là thần trí và là sự sống. Nhưng trong các con có một số không tin. Vì từ đầu Chúa Giêsu đã biết ai là những kẻ không tin và kẻ nào sẽ nộp người. Và người nói: bởi đó ta bảo các con rằng không ai có thể đến với ta nếu không được cha ta ban cho. Từ bấy giờ có nhiều môn đệ rút lui, không còn theo người nữa. Chúa Giêsu liền nói với nhóm 12 rằng: cả các con có muốn bỏ đi không? Simon Phêrô thưa người: lạy thầy, chúng con sẽ theo ai? Thầy mới có những lời ban sự sống đời đời. Phần chúng con tin và chúng con biết rằng thầy là Đấng Kitô, con Thiên Chúa. Đó là lời Chúa. Công đoàn phụng vụ và giới hiền mẫu thân mến, lời Chúa ngày hôm nay nói với chúng ta về sự chọn lựa. Đây là một cái vấn đề quan trọng trong cuộc sống của chúng ta. Bởi vì chúng ta đang như thế nào sẽ như thế nào, đó là chọn lựa của chúng ta. Chúa ban ơn nhưng còn cho chúng ta cái tự do để chọn lựa. Và mỗi người có thể tự hào và vinh dự được cùng với Chúa tạo nên chính mình. Thế nhưng chọn lựa nào thì cũng đòi phải từ bỏ. Có khi nào ta chọn được cả hai không? Thưa rằng khi chọn cả hai thì mất cả hai. Còn nếu đã chọn đi bên phải thì phải bỏ bên trái. Chọn làm điều lành thì phải bỏ điều dữ, vân vân. Trong bài đọc 1 chúng ta đã nghe thấy chọn lựa của Giô-suê đặt ra cho dân Do Thái. Và chính ông đã chọn theo Chúa. Và cuối cùng nhờ tấm gương của ông mà toàn dân trả lời là: chúng tôi cũng theo Chúa. Trong bài phúc âm chúng ta thấy Chúa đặt câu hỏi cụ thể rõ ràng cho các môn đệ, và cũng là câu hỏi cho mỗi người chúng ta: cả các con nữa, các con có muốn bỏ đi không? Có một số bỏ Chúa bởi vì nói rằng Chúa nói những lời chói tai quá, ai nghe được. Đây là những lời nói về bí tích thánh thể. Thế nhưng trong cuộc sống của chúng ta cũng có những lời mà chúng ta
nói rằng là chói tai quá, ai mà nghe được. Đó là những lời về tình yêu thương. Chúa dạy các con hãy yêu kẻ thù, hãy làm ơn cho những người ngược đãi các con, vân vân. Và Chúa để cho chúng ta tự do chọn lựa. Và Simon Phêrô thưa: bỏ thầy chúng con sẽ theo ai? Thầy mới có lời ban sự sống đời đời. Và ông chọn theo Chúa bởi vì ông chọn cái điều ai trong chúng ta cũng muốn chọn, đó là sự sống đời đời. Trong bài đọc 2, chúng ta lại nghe thấy những chọn lựa khác mà Thánh Phaolô gửi cho tín hữu Ê-phê-sô. Những chọn lựa đây đặc biệt cho đời sống gia đình: vợ phục tùng chồng, chồng thì yêu thương vợ. Thế nhưng qua cả hai cái chọn lựa này, cái điều mà Thánh Phaolô muốn nhấn mạnh tới đó là cái cộng đoàn. Tại sao vợ phải phục tùng chồng? Theo cái quan niệm người chồng là trưởng gia đình đó, thì người vợ phục tùng chồng không phải vì người chồng, nhưng mà vì cái gia đình mà mình muốn gầy dựng. Và người chồng phải yêu thương vợ, không phải vì người vợ mà mình phải yêu thương, nhưng mà yêu thương cái gia đình mà mình là người đứng đầu. Và cái câu kết của bài đọc 2 nói về cái cộng đoàn mà tất cả mọi người chúng ta phải xây dựng. Bởi thế người ta lìa bỏ cha mẹ mình mà kết hợp với vợ mình, cả hai nên một thân xác. Mầu nhiệm này thật lớn lao. Tôi muốn nói về Đức Kitô và Hội Thánh. Và chúng ta ngày hôm nay thấy bà tên Monica thực sự là một con người không sống cho mình, nhưng sống cho Chúa và sống cho gia đình. Và bà đã chọn, để chọn gia đình thì chọn Chúa. Và cái chọn của bà là cái chọn đúng, cái chọn hay, chọn phải. Và cái chọn chắc chắn sẽ thành công, bởi vì cái chọn này có sự khôn ngoan và có ơn sủng Chúa ban. Và để cho chúng ta thấy cái sự khôn ngoan và cái sự mạnh mẽ của chiến thắng của cái chọn lựa này, thì cuộc sống của bà thực sự là một cái chứng tích hùng hồn cho chúng ta. Chúng ta có nhiều đau khổ trong cuộc sống, và tất nhiên nếu có ai nói rằng là cuộc sống của tôi không có đau khổ thì người đó chắc là đang nằm mơ hay là đang bị tâm thần chi đố. Thế nhưng qua những đau khổ mà Chúa huấn luyện dân Chúa, mà Chúa đào luyện mỗi người chúng ta, qua con đường đau khổ mà Chúa mang lại sự sống. Năm 22 tuổi, vì vâng lời cha mẹ, Monica kết hôn với chồng là Patricius. Chồng là dòng dõi quý tộc, vì thuộc về thành phần giàu sang, cho nên ngay từ nhỏ ông đã được nuông chiều thái quá, dẫn đến tình trạng ngang tàn, hách dịch, nghiện rượu, tính tình nóng nảy, không chung thủy, độc ác và tàn nhẫn. Ông luôn tỏ vẻ khó chịu mỗi khi thấy vợ làm việc bác ái và khi thấy bà cầu nguyện. Lại sẵn lợi thế con nhà giàu hơn tuổi Monica quá nhiều, nên Patricius thường xuyên thể hiện vai trò chủ tớ đối với người vợ của mình. Mặt khác, cô còn phải chịu cái cảnh hắt hủi của người mẹ chồng. Điều làm cho Monica buồn nhất đó là bà lại hùa với con trai để bênh vực cái chủ trương không tôn giáo và sống phóng đãng của Patricius. Và cuộc sống của Monica gặp nhiều khó khăn, đau khổ. Rồi sau này sinh được một người con trai lại thêm đau khổ nữa. Người con trai đầu lòng là Augustino chẳng bao lâu buông theo lối sống buông thả của cha, cũng lêu lổng, cũng phóng túng. Có người cha như vậy, con người ta tự nhiên thì ai cũng muốn buông thả, cũng muốn phóng túng. Nhưng bây giờ có một người cha là cái người giống như là cái người bảo kê cho mình buông thả phóng túng, thì càng dễ buông thả, càng dễ phóng túng. Rồi sau đó thì gặp những nghịch cảnh tối tăm mặt mũi lại. Nhưng mà Monica không hề oán trách, và Ngài đã tìm ra cái phương thế mà chỉ có những người tin vào Chúa
mới có thể tìm được, đó là đặt tất cả tín thác ở nơi Chúa để mà hy sinh, để mà cầu nguyện, để mà khiêm nhường, để mà chịu đựng. Và mưa dầm thấm lâu, Thiên Chúa cuối cùng đã thượng công cho Monica, đó là mẹ chồng và Paricius đã xin rửa tội và tin vào Chúa. Còn Augustino một thời gian theo bè rối Manike, nhưng sau đó đã bỏ bè rối mà trở lại chịu rửa tội. Và hai người con còn lại của Monica, Navigio và Perpetua, cũng xin chịu rửa tội luôn và gia nhập giáo hội. Và sau này cả hai người con này đều đi tu dòng hết. Và trong một gia đình mà chúng ta thấy, ví dụ như là có hai linh mục, có hai tu sĩ chẳng hạn, đã là một cái niềm vui lớn lao rồi. Mà gia đình này có hai vị thánh là mẹ Monica và con là Augustino, và niềm vui đó thật là lớn lao, làm cho Monica trong giây phút cuối đời thốt lên với Augustino: con ơi, không gì trên thế gian này làm mẹ vui. Và ta nghĩ lại đúng là như vậy. Mẹ không biết có gì còn lại cho mẹ làm, hay cho mẹ lại vẫn ở đây. Mọi hy vọng mẹ đã được mãn nguyện rồi. Và bây giờ đối với Monica, cái giây phút về bên Chúa là giây phút mãn nguyện, nhất là về bên Chúa với người chồng trở lại, người mẹ chồng cũng trở lại, và đặc biệt người con trai đã không chỉ trở lại mà còn làm linh mục, làm giám mục nữa. Và cuối cùng bà đã qua đời trên đường trở về quê hương là Phi Châu, ở trên một chuyến tàu, hưởng thọ 56 tuổi. Và gương sáng của thánh nhân để lại cho chúng ta có thể rút lại trong 4 bài học. Bài học thứ nhất đó là chu toàn bổn phận. Bài học thứ hai là cảm hóa bằng gương sáng. Bài học thứ ba là cầu nguyện và hy sinh. Bài học thứ tư đó là kiên trì trung thành. Bài học thứ nhất, chu toàn bổn phận. Bổn phận thì ai cũng phải làm, nhưng mà mỗi bổn phận nó đều trở thành một cái việc thánh thiện đạo đức và quý báu trước nhan Chúa khi mà chu toàn bổn phận trong tình yêu. Làm vợ thì quý trọng yêu thương và chung thủy với chồng. Làm mẹ thì yêu thương hy sinh cho con cái, bất kể là chồng có đối xử với mình làm sao, bất kể là con cái có không nghe lời mình mà theo bè rối vân vân. Và thánh nhân đã cầu nguyện hy sinh liên lỉ, và cuối cùng thì việc trung thành bổn phận trong lòng mến nó đã được sinh hoa quả như lòng Ngài mong ước. Cái điểm thứ hai đó là cảm hóa bằng gương sáng. Đây chính là điều mà ngày nay chúng ta không có cách nào tốt hơn. Bởi vì nếu chúng ta nói một thì những người ngược lại với giáo hội thì nói mười nói trăm, và không chỉ bằng những phương tiện truyền thông mà phải nói được bằng nhiều cái lập luận, nhiều cái chủ trương sống nó ngược với giáo lý của giáo hội mà được người ta cổ võ, người ta tuyên truyền. Cho nên chỉ còn một cách hợp với thời ngày hôm nay, đó là chính chúng ta hãy trở nên những tấm gương sáng. Khi mình ngược đãi bởi mẹ chồng và chồng nữa, thánh nhân đã nêu cao gương khiêm nhường, yêu thương và tha thứ. Cái điểm thứ ba chúng ta học nơi thánh nhân đó là cầu nguyện và hy sinh. Hai chữ này là hai chữ đi liền với nhau. Và trong mọi thành công của con người, chúng ta không bao giờ có thể thiếu được cái ơn của Chúa. Cho nên cái chuyện cầu nguyện là chuyện đưa lên đầu tiên. Và tại sao cầu nguyện lại phải đi với hy sinh? Bởi vì chính khi hy sinh, mỗi khi hy sinh đó là cái lời cầu nguyện đẹp lòng Chúa nhất. Ta cầu nguyện cho chồng, cho con, nhưng mà ta không chịu đựng, ta không nhịn nhục,
thì cầu nguyện nó làm sao đây? Ta nhịn nhục, ta chịu đựng người chồng người con của mình, thì đối với Chúa không có lời cầu nguyện nào mà đẹp hơn. Ta thử nghĩ xem coi, trong gia đình của ta, người anh bắt nạt em và người em nhịn nhục chịu đựng, và chúng ta là người cha người mẹ sẽ thấy rằng thương cả hai. Và làm sao đây để cho cái người em này nó nhịn nhục, nó chịu đựng như vậy? Không lẽ ta bỏ rơi nó sao? Cho nên ta càng phải dạy bảo cái người anh nhiều hơn. Để làm chi? Để cho cái người em nó được thỏa lòng. Và mỗi khi ta hy sinh, đó là một lời cầu nguyện. Và khi ta hy sinh, đó là một cái lời nói với Chúa, lại Chúa, con tin Chúa. Nếu mà không tin thì ta đã chửi Chúa ở đâu? Ta đã bảo là trời này có mắt hay không? Nhưng mà ta tin Chúa, ta biết rằng Chúa biết hết mọi sự. Cho nên ta nhịn nhục, ta chịu đựng, ta hy sinh. Và cuối cùng, bài học thứ tư, đó là sự kiên trì và trung thành. Kiên trì trong cầu nguyện, trung thành trong niềm tin, nhất là khi phải quặn đau. Nếu như chúng ta chỉ trung thành khi mà được mọi ơn lành đầy tràn, ta kiên trì khi mà thấy lòng mình sốt sắng, thì cái trung thành, cái kiên trì đó nó không có giá trị nhiều lắm đâu. Còn trái lại, ta trung thành khi mà bị phản bội, ta kiên trì khi mà thấy lòng nó khô khan. Chúng ta dâng lên thánh lễ này hợp với Monica, tạ ơn Chúa đã hết lòng kiên trì trung thành, hết lòng yêu thương chúng ta, đã làm tấm gương của Ngài trên cây thánh giá, có thể nói được chính là cái động lực và cái sự khôn ngoan soi dẫn Monica trong mọi lời ăn tiếng nói, trong mọi việc làm. Và nhờ đó Ngài đã thành công. Hợp với thánh nhân, chúng ta tạ ơn Chúa và xin cho chúng ta cũng đi vào con đường Ngài đã đi. Đó là con đường của lòng tín thác, của sự hy sinh, của lời cầu nguyện, của sự kiên trì, của trung thành. Tất cả cho Chúa, cho gia đình của mình. Amen. Tôi tin kinh Đức Chúa Trời là Cha phép tăng vua. Chiều đông đinh trên cây thánh giá, chim gà tan xác, xuân gừng tô tưng. Ngày thứ ba bờ trong kẻ chết mà sống lại lên trời, người bên hiểu Đức Chúa Cha thêm tăng vô cùng. Ngày sau bởi trời lại xuống phán xét kẻ sống và kẻ chết. Tôi tin kinh Đức Chúa Thánh Thần, tôi tin có hội thánh hằng có ở khắp thế này, các thánh thông công. Tôi tin phép tha tội, tôi tin xác loài người ngày sau sống lại, tôi tin hằng sống vậy. Amen. Anh chị em thân mến, Thánh Monica là mẫu gương sáng ngời cho các bà mẹ ở muôn thế hệ qua việc chuyên cần cầu nguyện, chu toàn cách hoàn hảo vai trò làm vợ, làm mẹ. Nhờ sự chuyển cầu của thánh nhân, chúng ta dâng lời nguyện xin. Thánh Monica là mẫu gương và là quan thầy giới hiền mẫu. Xin cho các hiền mẫu luôn được gương lành và lời bầu cử của Thánh Monica nâng đỡ, để sẵn sàng dâng hiến đời mình cho Chúa trong yêu thương phục vụ, để chu toàn sứ mệnh làm vợ hiền và người mẹ đạo đức trong gia đình. Xin Chúa nhầm lời chúng con. Kiên nhẫn luôn là điều kiện của tình yêu,
Xin cho các bậc phụ huynh biết kiên trì giáo dục con cái với lòng nhân hậu của Chúa, để con cái biết khám phá và chấp nhận điều hay lẽ phải mà thăng tiến đời sống của mình. Xin Chúa nhận lời chúng con. Trông thấy bà, Chúa động lòng thương và bảo bà rằng: đừng khóc nữa. Xin cho các bà mẹ đang gặp những nỗi cay đắng, đau khổ trong đời sống hôn nhân gia đình, luôn biết tìm đến Chúa là nguồn che chở và ủi an đích thực. Xin Chúa nhận lời chúng con. Lạy Chúa, xin thương nhận những ước nguyện chúng con vừa dâng, ban cho các bà mẹ hiền dồi dào ơn thánh để chu toàn bổn phận hằng ngày. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Thiên Chúa là Cha toàn năng chấp nhận. Lạy Chúa, chúng con dâng tiến của lễ này để kính nhớ Thánh Nữ Monica. Xin Chúa thương chấp nhận mà tha thứ tội lỗi chúng con và ban cho chúng con ơn cứu độ muôn đời. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Chúa ở cùng anh chị em. Hãy nâng tâm hồn lên. Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta. Lạy Chúa là Cha chi thánh, là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu. Chúng con tạ ơn Chúa mọi nơi mọi lúc, thân là chính đang phải đau và đem lại ơn cứu độ cho chúng con. Chúng con phải chúc tụng sự quan phẩm kỳ diệu của Chúa nơi các thánh, nhất là những đấng đã thân hiến cho Chúa Kitô vì nước trời. Nhờ sự quan phòng đó, Chúa kêu gọi loài người trở về tình trạng thanh thiên nguyên thủy và cho họ cảm nghiệm được những ân huệ mà họ sẽ lãnh nhận ở đời sau. Vì thế, cùng với toàn thể thiên thần và các thánh, chúng con hợp tiếng ca ngợi Chúa và tung hô rằng:
là Thiên Chúa càng đạo binh, trời đất người bình thường. Hoàn hồ Chúa trên các tầng trời, chúng tôn đấng người nhận danh Chúa. Hoàn hồ Chúa trên các tầng trời. Lạy Chúa, Chúa thân là Đấng Thánh, là nguồn mọi sự thánh thiên. Vì thế chúng con nài xin Chúa dùng ơn thánh thần Chúa thanh hoa những của lễ này để trở nên cho chúng con mình và mau Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con, khi tự nguyện nộp mình chịu khổ hình, người cầm lấy bánh tạ ơn bè ra và trao cho các môn đệ mà nôi. Tất cả các con hãy nhận lấy mà ăn, vì này là mình Thầy sẽ bị nộp vì các con. Cùng một thế thưng ấy, sau bữa ăn tôi, người cầm lấy chén cùng tạ ơn, trao cho các môn đệ mà nôi. Tất cả các con hãy nhận lấy mà uống, vì này là chén máu Thầy, máu giao ước mới và vĩnh cửu sẽ đổ ra cho các con và nhiều người được tha tội. Các con hãy làm việc này mà nhớ đến Thầy. Đây là mầu nhiệm đức tin. Vì vậy lạy Chúa, khi kinh nhớ con Chúa chịu chết và sống lại, chúng con dâng lên Chúa bánh trường sinh và chén cứu độ để tạ ơn Chúa. Vì Chúa đã thương cho chúng con được xứng đáng hầu cận trước tôn nhan và phụng sự Chúa, chúng con tha thiết nài xin Chúa cho chúng con khi thông phận mình và mau Đức Kitô được quy tụ nên một nhờ Chúa Thánh Thần. Lạy Chúa, xin nhớ đến hội thánh Chúa lan rộng khắp hoàn cầu, để kiện toàn hội thánh trong đức mến cùng với Đức Giáo Hoàng Phanxicô, Đức Giám Mục Emmanuel, chúng con Đức Cha Tô-ma và toàn thể hàng giáo sĩ. Xin Chúa cùng nhớ đến anh chị em chúng con đang an nghỉ trong niềm hy vọng sống lại, và mỗi người, đặc biệt các bậc tổ tiên, ông bà cha mẹ và thân bằng quyến thuộc chúng con đã ly trần trong tình thương của Chúa. Xin cho hết thầy được vào hương ánh sáng tôn nhan Chúa. Chúng con nài xin Chúa thương xót tất cả chúng con, cho chúng con được đồng hướng sự sống đời đời cùng với Đức Trinh Nữ Maria, Mẹ Thiên Chúa, Thánh Giuse, bàn trăm năm Đức Trinh Nữ, các thánh tông đồ và toàn thể các thánh đã sống đẹp lòng Chúa qua mọi thời đại, và cùng với các ngài chúng con được ca ngợi và tôn vinh Chúa, nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa. Chính nhờ người, với người và trong người mà mọi danh dự và vinh quang đều quy về Chúa là Cha toàn năng, trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời. Vâng lệnh Chúa cứu thế và theo thể tức người dạy, chúng ta dám nguyện rằng: chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sáng, nước Cha trị đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Xin chớ để chúng con sẽ chưa cam dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự.
Lạy Chúa, xin cứu chúng con khỏi mọi sự dữ. Xin đoái thương cho những ngày chúng con đang sống được bình an. Nhờ Chúa rộng lòng thương cứu giúp, chúng con sẽ luôn luôn thoát khỏi tội lỗi và được an toàn khỏi mọi biên loạn. Đang khi chúng con mong đợi niềm hy vọng hồng phúc và ngày trở lại của Chúa Giêsu Kitô, đấng cứu độ chúng con. Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa đã nói với các tông đồ rằng: Thầy để lại bình an cho các con, Thầy ban bình an của Thầy cho các con. Xin đừng chấp tội chúng con, nhưng xin nhìn đến đức tin của Hội Thánh Chúa. Xin đoái thương ban cho Hội Thánh được bình an và hợp nhất theo Thánh ý Chúa. Chúa hằng sống và hiên tri muôn đời. Bình an của Chúa hằng ở cùng anh chị em. Anh chị em hãy chúc bình an cho nhau. Tôi trần gian phúc cho ai được mời đến dự tiệc chiên Thiên Chúa. Johnny!
dâng lời cầu nguyện. Lạy Thiên Chúa toàn năng, trong ngày lễ kinh thánh Mô Ni Ca, Chúa đã dùng bi tích thánh thể nuôi dưỡng chúng con. Xin cho bi tích này vừa đem lại ánh sáng cho tâm hồn, vừa đốt nóng lòng tin yêu của chúng con. Nhờ đó ngày càng ngày chúng con càng tha thiết sống cuộc đời thanh thiên và chuyên lo làm việc lành phúc đức. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Xin lưu ý với cộng đoàn, Chủ nhật tuần sau là ngày khai giảng cho các khóa học giáo lý của thiếu nhi, của dự tòng, của hôn nhân. Xin tất cả những ai có liên hệ xin chuẩn bị để rồi tuần sau bắt đầu vào năm học mới của cả ba lớp. Và sau thánh lễ chúng tôi muốn gặp anh chị em trong các trưởng trùm họ, rồi các trưởng nhóm vào trong nhà xứ để tôi phát cho cái tờ khai trong giáo họ của mình. Xin cảm ơn. Chúa ở cùng anh chị em. Xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em. Lễ xong chúc anh chị em đi bình an. Giêsu, con thờ này Chúa. Nhân nhân Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện dâng Cha cả sáng, nước Cha trị đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Kính mừng Maria, đầy ơn phúc Đức Chúa Trời ở cùng bà cầu phúc là hơn mọi người nữ và Giêsu con lòng bà gồm phúc là. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội khi này và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria, đầy ơn phúc Đức Chúa Trời ở cùng bà cầu phúc là hơn mọi người nữ và Giêsu con lòng bà gồm phúc là. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội khi này và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria, đầy ơn phúc Đức Chúa Trời ở cùng bà có phúc là hơn mọi người nữ và Giêsu con lòng bà gồm phúc là. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội khi này và trong giờ lâm tử. Sáng danh Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con và Đức Chúa Thánh Thần. Như đã có trước vô cùng và bây giờ và có và đời đời chẳng cùng. Amen. Thành Con tiến dâng lên mẹ con tiếng tha thân yêu.
con